Xin chào các bạn, là mình là Lê Văn Đọc đây, và xin chào các bạn, là mình đã học với nhau trong 3 bài trước là chỉ nói để nói về phát âm, đúng không? Phát âm thực ra nó là một cái gì đó rất là khó, nhưng ngược lại nó rất là dễ cho các bạn nào mà không bị ngọng và có cái tư duy ngôn ngữ tốt, có năng khiếu tốt. Thì thật ra thì các bạn cái gì cũng thế thôi, nó bắt đầu bằng mọi thứ là cứ phải chăm chỉ luyện tập, không có ai có thể giỏi được ngay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần ngữ âm của chúng ta. Và cái bài này nó cũng là một bài rất là quan trọng. Thì, bài này mang tên là trọng âm. Trọng âm thì chúng ta biết rằng là trọng âm là một cái cực kỳ dễ nhầm lẫn. Và các bạn phải nhớ với Lộc rằng là khi các bạn phát âm sai trọng âm thì người nước ngoài họ có thể hiểu sang một từ khác. Thì ở đây các bạn biết rằng là tiếng Việt chúng ta thì chỉ có một âm tiết thôi. Ví dụ như mình tên là Lộc thì là Lộc thôi, ví dụ như tên là Nhung thì Nhung thôi, hay là yêu là yêu thôi, hay là âm tiết thì âm tiết, tức là mỗi thứ là một từ là một âm riêng biệt. Vì hay là định nghĩa hay là trọng âm hay là tất cả gì nó chỉ có một âm thôi. Nhưng mà tiếng Anh thì nó không như thế. Đó, nó có rất nhiều cái từ như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần ngữ âm và bây giờ chúng ta sẽ học trọng âm với nhau. Thì trọng âm, định nghĩa trọng âm, được định nghĩa trọng âm là sự nhấn mạnh của một âm nào đó trong một từ. Bởi vì tiếng Anh là có nhiều âm tiết trong một từ, trong một từ có nhiều âm tiết, là có nhiều âm tiết như vậy chúng ta phải nhấn mạnh một âm tiết trong tất cả âm tiết của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là beautiful là ví dụ, và romantic, beautiful là xinh đẹp, là đẹp, đúng không? Beautiful, beautiful world là thế giới tươi đẹp, đúng không? Là romantic, romantic là lãng mạn là romantic. Thì các bạn nhìn thấy hai cái từ này là hai từ có ba âm tiết, beautiful, đúng không? Beautiful. Thì beau là một, thì hai, và phù là ba. Romantic, một, man, hai, tic, ba, romantic. Beautiful, đây là hai từ có ba âm tiết, nhưng mà cái từ beautiful nó là trọng âm và âm thứ nhất, nhưng romantic nó lại trọng âm và âm thứ hai. Có những từ sẽ là trọng âm và âm thứ ba, và có những từ nó có đến bốn âm tiết, nó sẽ rơi, thì cái âm tiết nó sẽ rơi vào những vị trí khác nhau. Đó, thì các bạn nhớ là học một từ thì các bạn phải học cách viết của một từ. Âm đầu tiên mà nhận trọng âm thì các âm sau nó đổ xuống, các bạn hiểu chưa? Thứ hai là chúng ta, cái đồ thị chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là từ romantic, romantic nhé. Thì trọng âm nhấn vào âm man, man. Thì từ đầu tiên không đồng nhất trọng âm thì từ đầu tiên sẽ ở tầm này, thì man là lên dí và thịt lấy xuống, đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn là romantic, 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 romantic. Đấy, ta đánh dấu sang romantic. Đấy, romantic. Đấy, các bạn đánh cái dấu nặng vẫn được, vào là romantic, romantic. Đấy các bạn, đấy các bạn phải hiểu nhé. Thì nó rất dễ như vậy thôi. Từ nào nhận trọng âm thì từ đấy chúng ta đánh dấu sắc và dấu nặng để cho nó đi lên. Romantic. Thì đầu tiên là các bạn đã hiểu được rồi. Thì các bài trọng âm này thực ra nó chỉ ngắn như vậy thôi. Nếu như các bạn nào mà thi, học để thi đấy, thì trong những bài thi 4-5 phút, bài thi 2 tiếng, hoặc là những bài thi kết thúc học kỳ và các bài thi khác nữa, thì các bạn thường có một cái bài khoanh tròn đáp án nó sẽ liên quan đến trọng âm. Bài đó nó sẽ chiếm khoảng nửa điểm đến một điểm. Đấy, thì cái bài khoanh tròn từ nào là từ âm nào là âm nhận trọng âm trong các từ đấy, thì các bạn nên lên học cái phần này. Còn nếu các bạn cảm thấy mình chỉ để giao tiếp thôi, các bạn có thể tắt ở đây đi, bởi vì cái sắp tới, bởi vì những gì mình chuẩn bị chia sẻ ở đây nó hơi đau đầu cho các bạn mà chỉ học để giao tiếp. Những cái này thì nó rất là nhiều, lằng ngoằng, mà cái tính chính xác của nó, cái tính chính xác của nó không tuyệt đối 100%, không tuyệt đối 100%, bởi vì cái ngôn ngữ nó biến thiên ở mỗi vùng miền, ở mỗi đất nước nó sẽ khác nhau, nhưng mà cơ bản là cái quy chuẩn quốc tế nó cũng có rồi, có quy chuẩn quốc tế, nhưng mà cơ bản là các bạn nó không cần phải học đâu, các bạn cứ học từ nào các bạn học luôn. Một là cách viết, cách đọc. Nhớ là cách đọc, là đọc học luôn, là trọng âm là cách nào, là từ nào. Ví dụ beautiful là trọng âm âm thứ nhất, nhớ luôn. Romantic thứ hai, nhớ luôn. Đấy, thì các bạn
nhớ như vậy. Hoặc là các bạn nghe người Tây người ta đọc, ví dụ người ta đọc là ugly, ugly có nghĩa là ugly, ugly có nghĩa là ugly là đánh dấu sắc rồi, có nghĩa là đấy là trọng âm rồi. Đấy các bạn hiểu như vậy thì cho nó dễ. Còn cái này là cái để các bạn nào học lấy kiến thức đi thi thôi nhá. Thì phần thứ nhất các bạn nào chăm chỉ ấy, thì nên ghi chép lại. Phần thứ nhất chúng ta sẽ có là động từ hai âm tiết. Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai đối với phần động từ hai âm tiết. Thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ như là begin, forgive, invite, agree. Begin là bắt đầu, forgive là tha thứ, invite là mời, mời mọc, mời chào, agree là đồng ý, answer là trả lời, enter là đi vào, happen đúng không? Happen là xảy ra, offer. Một số các từ ngoại lệ thì các bạn có nhớ là trường hợp thứ nhất là trừ những từ ngoại lệ này ra, và một số từ khác nữa các bạn học chủ yếu là những cái từ này là từ quen thuộc, là các bạn nhớ là những động từ quen thuộc này là trọng âm thứ hai, là trọng âm âm thứ nhất thôi, còn tất cả còn lại là các bạn cứ chọn trọng âm thứ hai là các bạn sẽ khoanh đúng, các bạn sẽ khoanh đúng bởi vì đi thi người ta không làm khó học sinh quá đâu. Thứ hai người ta sẽ vào phần tính từ có hai âm tiết. Tính từ có hai âm tiết thì thường nhá, không phải 100% đâu, là rơi vào âm tiết thứ nhất. Rơi vào âm tiết thứ nhất, cái tính từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Người ta sẽ có happy, happy là hạnh phúc đúng không? Happy âm tiết thứ nhất, busy âm tiết thứ nhất. Careful là cẩn thận âm tiết thứ nhất, lucky là may mắn âm tiết thứ nhất, healthy khỏe mạnh âm tiết thứ nhất đúng không? Những tính từ rất tuyệt vời âm tiết thứ nhất. Nhớ along và amazed là không phải âm tiết thứ hai thôi. Rồi âm tất cả tiếp theo. Thứ nữa là sẽ có danh từ hai âm tiết. Danh từ nhá, bạn nhớ danh từ thì trọng âm nó rơi vào, chúng ta nhớ là tính từ và danh từ giống nhau là rơi vào âm tiết thứ nhất đúng không ạ? Ví dụ father cha đúng không? Table bàn, seat chị em gái, office văn phòng, mountain núi. Một số trường hợp ngoại lệ advice, machine là máy móc, mistake là sai, hotel là nhà nghỉ đúng không? Mình không biết nhà nghỉ đâu, nhà nghỉ đúng không? Cái này ai cũng biết hotel. Đây là trường hợp ngoại lệ. Các bạn nhớ advice, machine, mistake. Các bạn nhớ advice, machine, mistake, hotel là bốn từ không theo quy tắc này. Có từ because hoặc từ deserves. Ở đây có hai từ trong cái ví dụ này là because và deserves. Nếu như nó thực hiện chức năng danh từ của nó thì nó sẽ là âm tiết thứ nhất, nhưng mà khi nó sử dụng trong cái câu mà nó sử dụng với cái tính năng require deserves này, nó là động từ, tính năng nó là động từ thì nó sẽ phải là âm tiết thứ hai. Dạ, bắt đầu âm tiết thứ hai. Cái này sẽ lằng nhằng rắc rối, nhưng mà quan trọng là các bạn phải thuộc từ thôi và thuộc cái bạn đang dùng là gì, cứ dùng chung kia là cái gì cũng phải học nhiều. Các bạn đấy khó quá thì nên take note lại đúng không? Record, deezer này và rất nhiều cái từ khác, chung quy là cứ động từ vào âm tiết thứ hai, danh từ âm tiết thứ nhất, cứ nhớ như vậy là không nhầm được. Động từ ghép các bạn sẽ nhớ là động từ ghép là cái động từ đấy không cần biết nó có bao nhiêu âm tiết, là không cần biết bao nhiêu âm tiết, nhưng mà chỉ cần là nó ghép vào những cái từ có một âm tiết hoặc là có hai âm tiết khác nhau ấy, nó ghép vào với nhau. Đấy. Tức là những cái, ví dụ như cái từ be này tách ra nó có một nghĩa, từ come này tách ra nó có một nghĩa, nhưng mà nó ghép vào là become, tương tự như vậy. Under là ở dưới, stand là đứng lên, hai từ này ghép vào với nhau. Đấy, đúng không? Hay là overflow. Đấy, over tách ra được nghĩa là flow, tách ra là nghĩa đó. Đúng không? Động từ ghép dù là bao nhiêu âm tiết thì cũng nhớ là âm tiết thứ hai. Đúng không? Understand đúng không? Âm tiết thứ hai. Become, overflow, nhớ động từ ghép nhá. Danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, vẫn áp dụng cái công thức là danh từ rơi vào âm tiết thứ nhất thì không cần phải học cái danh từ ghép rơi thứ nhất, cứ miễn là danh từ là rơi vào âm thứ nhất nhá. Trọng âm rơi vào các âm tiết sau như sis, cur, ver, test, ton, check, van và self. Các bạn sẽ nhớ là chép lại cái
Âm tiết này là những âm tiết nhận trọng âm. Âm trọng âm rơi vào chính các âm tiết sau, tức là những âm tiết này là những âm tiết nhận trọng âm. Các bạn nhớ event, contact, protect, protest, persist, maintain, herself, account. Thì các bạn nhớ những cái từ có âm, những cái từ này là những từ sẽ nhận trọng âm vào đó. 7. Các từ kết thúc bằng đuôi how, what, where và why là cái gì nữa thì chúng ta có when, what, why đấy thì trọng âm sẽ vào dưới âm tiết thứ nhất. Các bạn nhớ anywhere này, anyhow này, somewhere này đấy. Các bạn cứ nhớ là những cái từ để hỏi đấy, những cái từ để hỏi mà được ghép với những từ khác, ghép với từ khác thì ghép với từ nào thì cái từ đứng đằng trước cái từ đó sẽ được nhận trọng âm nha. Hai từ đứng đằng trước nó sẽ được nhận trọng âm. Các âm tiết, các từ âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm vào âm thứ hai, tức là bắt đầu bằng A thì nó, cái âm đó sẽ phát âm là ơ, thường là như vậy, bắt đầu ơ như about, above, again, along, alike, ago. Cứ cái từ nào mà bắt đầu ơ thì ơ không bao giờ nhận trọng âm. Các bạn nhớ ơ không nhận trọng âm. About, above, again, along, alike, ago. Ơ nó mang một ơ, nó kiểu như là cái đệm thôi để cho cái bao nó lớn lên thì người ta mới hiểu được nhé, đúng không? Thì những cái đấy nó sẽ nhận trọng âm. Các từ tận cùng có đuôi này, et này, it này, sun này, dần này, co này, equally này, eos này, eos này, un này, er này, ear này, easm này, đấy, insan này, cái đuôi là license này, license này, ENT này, đấy, thần ấy nó, ER này, IC này, ICS này, EAO này, ECO này, EBO này, ELOS, ICS này, và EUM này, LOGIT này, SOFI này, GRAPHI, UL, ULUM thì trọng âm rơi vào các âm tiết trước nó. Cái từ này, cái đuôi này, chung quy các bạn cứ nhìn thấy cái từ nào kết thúc bằng cái đuôi đấy, mà cái đuôi đấy nó lằng ngoằng khó đọc, cái đuôi đấy nó không 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 là những cái từ tuyệt vời ấy. Từ German là một từ đúng không? German là một từ, nhưng mà chúng ta ghép là chúng ta ghép thành là romantic thì trọng âm sẽ rơi vào từ man, không sao đấy. Thì các bạn cứ nhớ là German đấy, cứ nhớ là cái đuôi này, những cái đuôi này thường nó là cũng đuôi không mang nghĩa các bạn ạ. Những cái đuôi này là những cái đuôi lằng ngoằng, trông nó lằng ngoằng, trông nó yum, trông nó không mang nghĩa. Ô, đuôi này, những cái đuôi này nó không bao giờ tạo nên nghĩa, nó chỉ đuôi vào để mang cái tính chất là phân biệt là tính từ, động từ hay danh từ đấy. Những cái đuôi này trông nó lằng ngoằng ấy thôi. Các bạn cứ nhớ là những đuôi này đuôi không mang nghĩa này. Các bạn không, còn nhìn thấy các bạn có hiểu nghĩa nó không, đúng không? Nó chỉ mang tính chất là chỉ thêm cái đuôi này vào, nó biến cái từ này thành danh từ hoặc tính từ hoặc động từ thôi, để thêm cái đuôi này vào thì nó đuôi này, thì những đuôi này nó không giờ nhận trọng âm, mà cái âm đằng trước cái đuôi này nó sẽ nhận trọng âm. Các bạn nhớ như vậy nhá. Ví dụ này, decision này, objection này, đấy, ra nibble, cái nhìn này, cái từ này nibble này, đấy, zion đúng không? Cái từ này nibble zion, cái từ này nó là một cái ẩn này làm gì có nghĩa gì đúng không? Nó phải nghĩa là cái từ đằng trước, nó nên phải nhấn vào từ đằng trước. Experience đấy. Social thì đấy, friend thì popular. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ là sẽ rơi vào âm đầu tiên chứ không phải rơi vào âm đằng trước nó nữa, mà rơi âm đầu tiên của cái từ đó. Thì dẫu sao thì dẫu nó vẫn phải là những cái từ đằng trước, chứ không bao giờ rơi vào cái trường hợp là rơi vào cái đuôi này. Những đuôi này không cần nhận trọng âm. Các bạn nhớ thì các bạn trong cái trường hợp này các bạn phải phán đoán thôi. Những cái từ này các bạn cảm thấy khó nhớ, khó đọc thì các bạn nên chép ra giấy. Còn trong khi đi thi thì nó dựa vào một phần là các bạn cũng cần phải phán đoán tốt nữa nhé. Phán đoán tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ sang các từ kết thúc bằng đuôi SC, CETI, PI, GI. Nếu hai âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất. Nếu ba âm tiết thì trọng âm nhấn âm tiết thứ ba từ cuối lên. Này có nghe, bạn nghe có khó hiểu không? Khó hiểu thì các bạn cứ chép lại đi và các bạn nhìn một cái ví dụ là Camulic
ấy, trọng âm âm thứ mấy. Đấy thì các bạn cứ nhớ là đếm từ dưới lên. Mu k đúng không? K ni mu thì mu sẽ nhận trọng âm. Đấy. Những cái từ đây này, A này, C I này, T I, P I và G I. Nếu có hai âm tiết thì trọng âm âm tiết thứ nhất, còn nếu có ba âm tiết thì trọng âm âm tiết rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên. Chung quy là luôn luôn là thứ ba từ dưới lên. Biology nó vẫn là ba âm tiết, nó là âm tiết đầu tiên. Bốn âm tiết thì nó vẫn là âm tiết thứ ba từ dưới lên, đúng không? Chung quy là vẫn luôn luôn là thứ ba từ dưới lên. Đấy, các bạn cứ nhớ như vậy nha. Dễ mà, cứ nhớ này, S này, C I T I P I G I này, nhớ là dễ thôi, có gì đâu. Các từ tận cùng bằng đuôi này, cái gì đây? ADE này, EE này, ESE này, ER này, ETTE này, OO này, OON này, AIN này, AIN này, AIN là chỉ động từ, S cái gì SK này, SK cái nào này, ISK này, E mental 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 không, nó vẫn là mental, tuy là hai âm tiết nhưng mà nó là một cái hậu tố. Đây các bạn ạ, vậy ever ever đây là ever sai self. Thì các bạn có thấy là các đuôi này đấy thì trọng âm chính là vào các đuôi này. Các bạn sẽ nhớ là lên một lệt, nhấn vào lệt luôn đúng không? Chinese nhưng mà knees luôn, peeler peeler nhưng mà peeler luôn đấy. Kangaroo kangaroo hay kangaroo đấy, nếu mà nếu vẫn là cái zuzu này luôn, typhoon phồn nữa luôn, phun luôn, typhoon hoặc là typhoon. Whenever là ever luôn, envision mental đấy, các bạn nhớ nhấn vào đấy nhá. Những cái đuôi này tuy là hậu tố nhưng mà nó lại nhận trọng âm đấy, đúng không? Các từ chỉ số lượng nhấn trọng âm ở các đuôi kết thúc bằng ten, bằng tin tin, ngược lại sẽ nhấn trọng âm ở các từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi y, đúng không? Ví dụ ta có là thirteen, thirteen bao nhiêu? Thirteen là 13 tuổi, fourteen, fourteen 14 tuổi, thì trọng âm sẽ là âm âm tin, nhưng ngược lại này, twenty thì sẽ ngược lại. Các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy ví dụ là fourteen, 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 fourteen khác nhau đúng không? Fourteen là 14, four thì là 40 đúng không? Đấy các bạn nhớ cố gắng nghe, trọng âm nó khác nhau, nó sẽ khác nhau. Các bạn đọc mà không đúng trọng âm thì 40 và 14 sẽ giống hết nhau đúng không? Fourteen, fourteen là 14, four thì là 40, các bạn nhớ như vậy. Con số nhá, nhớ con số. Đuôi teen thì là trọng âm vào nó và đuôi thì trọng âm vào âm trước nó. Nên là có con số dễ nhớ mà. Các tiền tố perfect và hậu tố không bao giờ được mang trọng âm. Các tiền tố perfect, bạn sẽ nhìn tiền tố này không làm thay đổi của trọng âm này. Ví dụ như là im, ăn im, imperfect, appear, disappear, crop, over. Perfect là gì? Có một số người sẽ hỏi đấy, các bạn sẽ không biết đâu. Perfect là tiền tố làm thay đổi nghĩa. Ví dụ như là important là quan trọng thì important là không quan trọng. Đấy, các bạn nhớ là phủ định nghĩa, thay đổi nghĩa 180 độ là perfect. Đấy, gọi là perfect thì nó không được nhận trọng âm. Đấy. Người ta đang là quan trọng thì ông im mà không quan trọng nữa thì ông important này thì nó important nó vẫn là nhận trọng âm vào đó. Một số các trường hợp ngoại lệ như là statement, understand, understatement, underground. Đấy, thì những cái này đây là những trường hợp ngoại lệ thì các bạn cứ nhớ những cái từ này thôi. Thì đi thi nó không làm khó các bạn có đâu. Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của các gốc của hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc. Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc. Thì này, phồn này, lucky này, luckiness này, teacher đúng không? Check check thì đấy, các bạn cứ nhớ là các bạn phải nhớ, các bạn khi học từ các bạn phải nhớ cái từ gốc của nó cơ, nhớ từ gốc của nó thì các bạn mới biết là cái từ nào từ gốc, từ nào là từ đuôi đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn cứ ghi trong cái phần trước các bạn đã thấy là những cái đuôi này rồi nhé, thì này, full này, nest này, ơ này, chờ này, check này, thì này đúng không? Đấy các bạn cứ nhớ này, cái từ gốc nó là từ nào, trọng âm là từ nào đến mãi vẫn là từ đấy thì thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ sang động từ có ba âm tiết, động từ có ba âm tiết. Phần ba âm tiết này thì nó hơi lằng nhằng ấy, nhưng mà các bạn
học nhiều thì nó sẽ hiểu được thôi, nó cũng không quá khó đâu. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm tiết thứ ba có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm. Nhớ là nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm, nghe nó phải phức tạp đúng không? Đấy, đọc nó nói rồi. Các bạn nhớ này, nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm này. Đây ví dụ. Encounter, encounter. Bạn nhớ này. Thứ hai trọng âm và âm tiết thứ hai nếu âm tiết thứ ba có nguyên âm ngắn. Bạn nhìn âm tiết thứ ba có nguyên âm ngắn không? Nhìn này. Thế âm tiết như là âm tiết dài. Âm tiết dài thì bạn sẽ nhìn dưới đây. Ví dụ trọng âm sẽ vào âm tiết thứ ba nếu là âm tiết dài hay là nguyên âm đôi kết thúc bằng phụ âm trở lên. Các bạn sẽ nhớ này. Thì cái này nó hơi phức tạp thì các bạn ghi chép thôi, và nó khuyên các bạn đấy, động từ ba âm tiết nó cũng không có quá nhiều trong từ điển đâu, thì các bạn cũng học thuộc để bỏ đi những cái này thì nó sẽ tốt hơn, nhớ cái này nó sẽ vỡ não ấy. Nhưng mà học thì vẫn cứ phải học để các bạn có thể biết được entertainment là trường hợp ngoại này, entertain đúng không, entertain trường hợp ngoại này này, và comprehend các bạn nhớ đấy. Chung quy là cái bài này để cho các bạn nhìn thấy những cái từ này thì các bạn sẽ có một lần ấn tượng trong cuộc đời, sẽ không quên được. Đấy. Còn các bạn sẽ không thể nào siêu sao để nhớ hết những này đâu, bởi vì rất khó. Giáo viên dạy được các bạn là cũng nhờ vào giáo trình thôi, chứ thực ra để cho họ học thuộc hết, họ cũng không học thuộc hết đâu. Không bộ não nào quá giỏi để nhớ hết được hết tất cả này, cái này là do tổng tổng quát thôi. Các bạn nên học thuộc cái từ đó, khi học một từ mới các bạn nên học thuộc luôn cái từ đó, cái trọng âm từ đó luôn. Đấy. Đối với danh từ có ba âm tiết, nếu âm tiết thứ hai có chứa âm tiết ơ hoặc y thì trọng âm sẽ vào âm tiết thứ nhất. Cái này thì dễ hơn một chút. Các bạn nhớ là ơ y là danh từ nhé, mà có âm tiết là ơ y thì trọng âm mới sẽ vào âm tiết thứ nhất. Nếu danh từ các âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn ơ y hoặc âm tiết thứ hai chứa âm dài nguyên âm đôi thì trọng âm sẽ vào âm tiết thứ hai. Đấy, để đọc tôi đã thấy loạn nhặng rồi. Các bạn nhớ này. Các bạn cứ chép lại cho đọc, nhưng quan trọng này các bạn nhớ từ này: paradise, pharmacy đúng không, controversy, holiday, holiday đúng không, resident. Đấy, các bạn nhớ khi các bạn học một từ các bạn đọc nó nhiều lần, đọc nó nhiều lần. Ví dụ các bạn đọc nó ở trên cái bài thi mà đọc là dễ gì lần thì các bạn biết trọng âm thứ nhất rồi, không cần phải nhớ cái này đâu, đau đầu lắm, nhưng mà các bạn nên chép nó lại. Tiếp theo là ví dụ computer, potato, planner, disaster. Đấy, các bạn nhìn nhận âm tiết này nó là âm tiết đôi này, đấy âm tiết đôi, âm tiết dài này. Đấy thì trọng âm là nó nhấn vào đấy, thì các bạn đọc học đọc thấy đọc dạy các bạn nó cũng thấy đau đầu. Đấy, tính từ ba âm tiết tương tự như danh từ, giống hệt như danh từ, tính từ và âm tiết giống hệt như danh từ. Đấy thì cái phần này nó đến đây là kết thúc. Các bạn cứ nhớ tính từ ba âm tiết thì tương tự như danh từ, nhưng học cái phần ba âm tiết này nó rất là căng, nó rất là căng, thì những cái gì nó khó quá đấy, thì các bạn nên bỏ qua. Điểm 9 điểm 10 đấy thì tốt nhất là không, không điểm 9 điểm 10 thì rất là quý, nhưng mà không có điểm 9 điểm 10 thì chúng ta có điểm 9 rưỡi cũng được, 8 phải 5 cũng được. Những cái này nó khó quá, chúng ta nên có thời gian để học những thứ nó ý nghĩa hơn những cái thứ này. Đó là chúng ta học ăn nuốt luôn cái từ này nè, học nó ăn nuốt từ này thì biết đâu ta có điểm 10 dễ hơn là học cái này đúng không, học ăn nuốt cái từ này luôn. Ví dụ những cái từ bạn cảm thấy những từ ba tiết các bạn học thuộc hết luôn thì nó sẽ dễ hơn và nó có giá trị hơn là các bạn học cái này chỉ là để thống kê thôi nhá. Thì đấy là cái chia sẻ của Lộc, thì trong những năm tháng học tiếng Anh ấy, thì chúng ta nên cố gắng học nói đúng chuẩn tiếng Anh, cứ sang thầy ở thì sẽ tuyệt vời tiếng Anh, là đấy là tuyệt vời nhất. Còn không thì cố gắng học nói tiếng Anh, cố gắng mỗi ngày, rồi một ngày nào đó bạn sẽ giỏi, bạn sẽ bất ngờ vì sao là mình giỏi thôi nhá. Thì xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm như vậy, và xin nói thêm một cái nữa, đó là tiếng Anh cần luyện nghe và hiểu được cái từ mà bạn đã nghe là điều quan trọng nhất. Đó, các bạn nhớ này, nghe và hiểu được từ đã nghe đúng cái từ đó và hiểu được từ đó ngay cái lúc mình nghe, như là bạn hiểu tiếng Việt ấy, thì đấy là cái điều quan trọng nhất.
trong còn học tiếng Anh, còn những cái thứ khác thì chỉ là để giới thiệu thôi, xem qua một vài lần thôi, đừng đừng cày sâu những cái này, cày sâu các bấm cái này. Mình có thể học thuộc mình có thể học thuộc những cái này như một cái máy được, nhưng mà không cần nữa nha. Và Lộc xin hẹn gặp lại, và chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé.